Hi, ok, xin chào tất cả anh em quay trở lại với clip nha. Mình là Nhân đây. Video hôm nay thì mình sẽ show bán 5 mã số nha nào. Năm đấy thì có nít VIP và có nít cười, nói chung là dưới 1 triệu thôi. Tại vì mình không có ít nít VIP lắm. Thứ nhất tại sao mình lại bơ ra bán nít trên đây thì giờ tự thay làm clip cho anh em xem. Thứ hai là tại vì với tự động mình nó không có nạp cạc được. Anh em mua nít có thể liên hệ với mình ở số điện thoại Zalo 01259616161. Mình sẽ để link Facebook bên dưới và Zalo dưới số điện thoại dưới bên dưới nha. Em nếu em mua nít nào phải liên hệ với mình. Ây da, thì hôm nay mình sẽ đây là nít đầu tiên. Đây là con hàng 5X Silver Ngọc nha. Xe một và 51 triệu sức mạnh, có điện tử 2,7, có một cây trang bông băng. Nít thì cũng khá ok, cái này mình bán giá rẻ 100k thôi nha. Nít này chỉ có 100k cạc thôi, nên em mua thể liên hệ với mình. À không, quên, mình không bán bằng cạc nha, tại vì nó bị hay bị lỗi lắm, nên em nào mua nít thì thể liên hệ mình bằng mua bằng thẻ siêu rẻ hoặc thẻ cào siêu rẻ nha. Còn nếu Silver 2 thì mình sẽ bán bằng vàng, còn nếu mà khác Silver thì mình em nào không có chơi Silver 2 thì anh em mua bằng thẻ siêu rẻ hoặc thẻ cào siêu rẻ nha. Anh em có thể nạp vô, anh em kiếm cạc nào nạp được vô, tại vì nó hay bị lỗi lắm, nên mình không có biết cạc nào, tại vì một ngày nó cứ ra những cạc mới á, như bữa hôm nay nạp được Mobi, hôm sau nạp được Viettel á, thì em nạp vô thẻ cào siêu rẻ thì mình sẽ bán cho anh em với giá bằng, ví dụ em nạp 100k kẹt em được 70k thẻ cào siêu rẻ thì mình sẽ bán cho anh em dưới giá là 70k thẻ cào siêu rẻ, ví dụ vậy á. Thì cái này mình sẽ bán với giá là 80k thẻ cào siêu rẻ đi nha. Ok, tiếp đầu là C 5S 51 xe 1 51 triệu, có cái trang bông băng nha, có cái trang bông băng và điện tử 2,7 nè, với giá là 80k thẻ cào siêu rẻ nha, hoặc là thẻ siêu rẻ, còn vàng thì anh em mua bằng Silver 2 nha. Ok, và tiếp vào nick thứ hai nha. Cái nick thứ hai nick là của Silver 2 nha anh em. Nick này thì mã số thứ hai mình giá của nó là 100k luôn, 80k thẻ cào siêu rẻ nha, 80k thẻ cào siêu rẻ, thẻ siêu rẻ mình chỉ bán bằng thẻ siêu rẻ hoặc thẻ cào siêu rẻ nha. Anh em mua thì anh em có thể nạp cái càng làm chưa đấy. Đây nick này thì 6 triệu sức mạnh, có cái trang quỷ dương nè, một cái mới mới VIP, nói chung là nick mình khá là rẻ, nick tại vì nick cũng cùi mà, nhưng mà có cái trang, hai cái trang này ngon nè anh em ơi. Đây, nick này là mã số thứ hai nha, 180 bằng giá với nick thứ nhất. Mình tại vì nick này là sức mạnh ít hơn, nhưng mà nó được cái nó có cái ván bài VIP nè. Cái ván bài này, cân đổ ván VIP này nó rất là mắc nha anh em, nó rất là đẹp đây. Và nick này là 80k nha. Tiếp là nick thứ ba. Ok, và nick tiếp tục là nick thứ ba nha. Đây là một cái nick ở server 4. Server 4 này là mã số thứ ba mình, nick này trước tiên mình sẽ bán với giá là 100 170k cạc thì mình sẽ bán với giá là 120k thẻ cào siêu rẻ nha anh em. Nick còn ngọc rồng luôn. Đây là nick còn vàng ngọc rồng luôn, X33 sao nè. 120k thẻ siêu rẻ nha anh, đây là mã số thứ ba. Thì lúc đầu là đây là cũng là những clip đầu tiên mình đăng về bán hạt, nên từ từ sẽ nick gà lên VIP nha. Có gà có VIP tại vì mình còn rất là nhiều hạt, nhưng mà mình theo thứ tự đó nên mình sắp nó gạt trước thôi. Ok, và nick này là 900 triệu sức mạnh, có đệ tử 237 triệu. Đệ tử Masenko nè, có đồ nè, có đồ hút khắc bê nè. Đệ tử thì được cái rất nhiều đồ luôn, anh em mua về chơi rất ngon. 120k thẻ siêu rẻ thì cả siêu rẻ nha. Rồi xin nhắc lại thì anh em mua thì mình chỉ bán bằng thẻ siêu rẻ hoặc thẻ cả siêu rẻ thôi nha. Tại vì cả hai bảo trì đó. Hoặc là vàng Silver 2 nha, mình bán hết bằng vàng hoặc thẻ siêu rẻ. Ok, đây là mã nick thứ ba, còn tiếp là nick thứ tư nha. Ok nè, đây là mã số thứ tư thì nick này có phần gọi là biết hơn mấy mã số kia một tí. Nick này thì Silver 2. Giá của nó thì mình bán chỉ có là để coi mình chỉ bán là 400k thẻ siêu rẻ thôi nha, 400k thẻ siêu rẻ hoặc thẻ cả siêu rẻ thôi. Nick này thì rất là ngon, anh em mua cứ liên hệ mình ngay nha. Nick này còn đồ luôn nè, thì 2T7 có da gạch nha, có da gạch, có vòng tay thu VIP dép tập nè, đệ tử Masenko 2 năm để 500 triệu, có 400k thẻ cả siêu rẻ thôi nha, 400k thôi đó, rất là rẻ luôn. Đây 400k, nói chung là cái giá này khá rẻ. Khuyển 5 nha, khuyển 5 nha, skill cơ chói 5, khuyển 5 nhiệm vụ qua tương lai, có bông tai, có da gắt luôn, có ok nick này với giá 400k thẻ siêu rẻ thì mình nghĩ là giá khá là rẻ luôn, rất là rẻ. Thì không phải là mình bán theo nick thì không phải là nick nào rẻ nào mắc, tại vì tùy theo cái giá nhập của mình thôi. Nếu video mình chỉ sẽ bán giá nhập cao hơn giá nhập một tí để cho anh em mua cứ dễ, còn như nick nào mình nhập giá hơi cao tí thì mình xin bán giá cao tí nha anh em. Ok, nick là một nick ở server 2 có giá 400k thẻ siêu rẻ, mã số thứ tư. Tiếp theo là mã số thứ năm nè. Ok anh em, ok thì tiếp tục là mã số cuối cùng, mã số thứ năm. Tại vì một lần mình chỉ sau 5 nít thôi, tại vì làm clip dài mình cũng không thích nó, tại vì mình còn nhiều nít lắm, mình muốn làm nhiều clip anh em. Đây, nít này là một nít server 7. Nít này thì mình sẽ bán giá 120k thẻ siêu rẻ nha nè. Nít này thì xây danh 426 triệu, đệ tử 46 triệu nha, đệ tử này ok rồi. Có đồ không ta? Có đồ nè. Có được hai đồ hút máu anh em ơi. Nói chung là nít cũng khá ok, nít này 120k thẻ siêu rẻ thấy cả siêu rẻ. Ơi server 7. Xe 7 nha Nam. Xe 7 nha. Ok, thì sau đây là mình đã sau đã 5 nít rồi, anh em mua nít nào có liên hệ mình, và nếu anh em nào còn thắc mắc thì hãy kéo video để mình xem lại cái mã số đó.